Hello quý vị, gần khu nhà Hải ở San Jose, California, Hoa Kỳ, tối ngày 1 tháng 1, ngày 1 tây tháng 11, 2020, máy bay trực thăng của Bullis đang bay vòng vòng quý vị, và rọi đèn vô một cái chỗ để bắt tội phạm hay sao á. Đó, và bây giờ có xe cảnh sát đến nữa vậy. Thì ở Mỹ khi mà bắt tội phạm là không chỉ bullet chạy phía dưới đường mà máy bay trực thăng có thể hỗ trợ trên để rọi đèn xuống dưới, để có những cái giao lộ bị khuất á, thì bộ đàm ở trên trực thăng sẽ nói xuống và có thể khống chế được tội phạm ở các cái góc đường. Bây giờ thời tiết ở đây lạnh cái gì, nhiệt độ khoảng 12 độ C. Và San Jose đã chính thức vào mùa thu. Từ đây tới cuối tuần là nhiệt độ thấp nhất là 6 độ vậy. Còn ban ngày thì khoảng 28 độ. À, đây là khu dân cư của Hải ở về đêm nè gì. Từ đây đi vô downtown San Jose khoảng 5 mai. Lấy xe khoảng 15 phút. Kẹt đèn đỏ vậy. Rồi, thank you quý vị. Bye bye.